Hai, các bạn là kinh doanh công nhân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu bằng một game, đó là game lưỡi câu nha. Game này là gọi là ai thích câu cá và muốn câu cá là thể thử nha. Đây, lưỡi câu là mình có 3 trên 10 này, ở trên phía trên và dưới màn hình này. Sau khoảng 10 phút là trong một lưỡi câu này. Còn ai thích có thể vào shop mua này, lưỡi câu này, cần câu cá này. Đây, cần câu cá là nhiều nha. Rất là nhiều cần là cần câu cá. Cho mọi người đam mê cần câu cá rất là nhiều nha. Lưỡi câu, đây lưỡi câu cũng rất là nhiều lần được. Đây, lưỡi câu thì một loại thôi. Đây, mồi câu cũng có rất là nhiều loại mồi câu này. Nói chung ai game này ai thích câu cá là rất là phù hợp. Dây câu cũng có nhiều loại nha. Đây. Nói chung game nó cũng có rất là nhiều thú vị. Về cái bản đồ là cũng có rất là nhiều bản đồ cả nha. Tùy theo level của mình này. Hiện tại là mình level 1, mình mới chơi này. Mình có thể những cái nhỏ thôi. Đây, cái mình bắt được một con thì mình làm video cho bạn xem này. Rồi làm theo mũi tên của nó này, mình kéo lên xuống là bắt đầu là mình đây, thả ra này. Con sai gần là tùy quyền mình nha. Đây, khi mà có con cá nó sẽ báo mình này. Rồi mình kéo xuống. Rồi mình giữ đó, kéo xuống giữ dần vậy, giống như con cá bên ngoài thôi, mình giữ cho con cá này giữ dần rồi. Đây, giữ như thế. Rồi thả ra, đừng để nó cuối điện. Nếu cái vật này mà về hai phía cuối nó cả sẽ đứt dây hoặc là đánh cả nó rì ra này, thả ra lúc nó sẽ mình thả ra vấn đề nó đấy. Nói chung mình cố gắng giữ như đây, con cả này đủ dân chịu về cuối đây dây dứt đứt này. Rồi được một cả này, cả khế sâu sắc nha. Đấy, mình sẽ bán luôn nha, bán này 82 đồng này. Rồi ok, nhận con thưởng này. Đây mình nhận 10 lưỡi câu đây. Đây level 2 này, mình sẽ câu thêm một con cho các bạn xem nha. Rồi. Rất là xa đấy. Đó. Lúc đầu mình mà tập chơi mình cũng tìm rất là cực. Rồi thả ra. Đây. Đây. Rồi thả ra. Rồi mà về hai phía có nhất giấy hoặc là cả sẽ chạy thoát thôi. Mình cố gắng đi lại giống như lúc này. Đây. Yeah. Ê. Thấy không? Rồi, thấy giờ được thôi. Đây, như thế trong cả khỉ hết. Cả này con này to hơn con lại này, tiền bạn nhiều hơn này. Size này to hơn này. Rồi, mình cho bỏ bể đi. Hình như bỏ bể mình có thể nuôi được này. Đây, cái bể mình này. Mình có thể nuôi được nha, đồ ăn này ra một khỉ này. À. Cả mình rồi ta. Đây. Mình mở được một cả này luôn, cả này. Trở lại này. Mình câu thêm một con nhá. Mình sẽ câu thêm một con nữa. Rồi, ta xuống. Rồi, ta sáng nha. Con hút đẹp đẹp chưa? Rồi còn 3 giây 4 giây bắt đầu nó sẽ đến cả thôi bạn. Đó, thả xuống. Rồi thả ra. Thả xuống. Cái gì tại mũi tên này. Rồi thả ra. Cố gắng. Cẩn thận nha. Chưa quen là đầu tư thôi. Rồi đúng kéo lại thả. Đấy. Đấy. cũng giống đất bên ngoài thực tế nha. Chúng ta là rì lại, mình cố gắng rì lại thả câu ra, thả cái cây được đoạn này không là mệt thôi. Rồi cả này mệt rồi, bắt rồi một nhưng cả gì đấy à, cả bao con này to hơn cả lúc này này, bán được 130 tiền này. Mình thêm luôn đi cho cái bể cá mình phong phú. Mình vào bể cá mình này. Thêm một con đi. Đây. Khi nào mà nó to lên mình bạn là có tiền nhiều hơn nè. Giờ mình ra nè. Giờ mình ra mình lấy ạ.
Đây, mình có thể dùng tiền mua một cặp bể cá đẹp hơn này, nó trang trí cái gọi là thủy sinh đẹp hơn. Đây, giờ mình tiếp thêm một con cá nhá. Rồi, hy vọng có con cá mới cho mình xem. Thả ra này, thả này. Ê ê ê, ui, mà thôi. Đấy, muốn cả mình nhìn bao nhiêu thấy còn màu nữa, ông màu nó mới bắt đầu là xuống không nó bắt đầu mình bắt được đấy, còn ở đây thôi. Đấy, đó, được 50% màu kìa. Rồi, một con cá gần thảo bơ hoặc đấy lúc mình nó thảo bơ là mình cũng bắt được, hoặc là con cá 2 sao này. Cá trạp à, thêm luôn, thêm cho đủ bộ. Con gà nha, tiếp này, mình gọi xem cái mạp này được bao nhiêu cá này. Thì cân mình là như vậy, mình vào sạp xem mọi cân nó đẹp hơn. Một thử cân này nha, đó, xem cái cân này xem thế nào, xem có câu được không, cả khác ngon hơn không. Đây buổi sáng kìa, khá đẹp. Mày là bự, mày là bự, thành công rồi, thành công rồi. Một là mẫu là xuống không, hoặc là cả là vào bờ nhá, để mình còn còn 17 mét thôi này, không cả vừa thả bờ đợi. Ê, rồi giờ một cầm mới khác à, cả vào thôi bạn. Mình bảo được 5 con là mình còn nhân thưởng này. Tiếp đi, đến hấp dẫn quá. Để một người thích câu cá nhưng mình chắc là mình sẽ chơi game hơi nhiều đấy. Cả là đây không, cả con 48 mét, 47 mét, 46 mét đó, nó sẽ vô lần lần nha. Thành công đó, rồi rồi. Bán bảy bảy thôi. Để vẫn cả này mà lại là cực vất vả thôi này. Nói gì sau đây còn đến cả to nữa không biết sao. Quá, cả mới, cả mới. Cả thú chấm gốc. Ây da, cả này. Bút đặc biệt là mình có sức tấn công mạnh hơn này. Sau này mình cần những cả thêm này. Mình vào bể, mình vào bể cho thêm cả 2. Mình cho bọn nó ăn một cái đi nha. Một con cho ăn nó 35 phút rồi, mình có cho rồi. Rồi mình có thêm một con nữa là mình sẽ kết thúc cái dạo nha. Mình đã thẳng game này là game lười câu nha, một bạn có thể tìm đến ứng dụng App Store hoặc Sea Play. Đối với những người mà thích câu cá là đây là một game là giá trị rất là hay nha. Nếu các bạn có điều kiện đi câu cá thực tế mà có câu cá trong này, game có rất nhiều map, rất nhiều loại cá nha, rất nhiều loại con câu, lười câu, dây câu. Sau đó mình phải nâng cấp cái câu mạnh hơn để mình câu những cái lời câu to hơn, nâng câu nữa. Đấy, mình nhắc lại rồi, một con cá thu bạn thôi, mình cả mình có trong bể rồi. Rồi
Mình xin kết thúc video đó nha, mình là anh công nhân. Mọi người nếu cảm giác video thú vị thì để lại cho mình một like hoặc share hoặc đăng ký kênh giúp mình nha. Mình cảm ơn. Thank you mọi người.